Hello các em, sorry vì thầy lên muộn một chút. Tại vì vừa nãy đang chuẩn bị like cho các em thì có phụ huynh học sinh khóa 201 gọi điện cảm ơn thông báo điểm. Thì như các em biết thì các anh chị học 2K1 có thầy ngay từ đầu thì cái khá là trâu, khá là khủng. Cho nên bây giờ thì đã có con 9 thứ tư rồi. Nó nên nhớ rằng là cả nước thì mới chỉ có 1.000 bạn trên 9 điểm. Rồi thầy đã có con 9 thứ tư trong ngày đầu tiên. Thì vì vậy nên là các em cần cố gắng theo thầy học đầy đủ số buổi, đừng nghỉ một buổi nào. Và các em nên nhớ rằng là học live stream này, mỗi buổi thầy dạy khoảng tầm 1 tiếng. Vậy có nghĩa là nếu mà em mà không xem ngày hôm nay ấy, mà em để lại buổi sau xem ấy, thì gần như là em không có cái khả năng mà em theo dõi lại luôn. Bởi vì em ngại, em nhìn 1 tiếng em không dám xem. Thế chính vì vậy nên là cái điều tốt nhất của bọn em đây là lúc mà thầy dạy thì chú ý mà học ngay lập tức cái lúc thầy dạy ấy. Như vậy là tốt nhất. Và nhớ cho thầy là thầy có lịch 4 buổi live stream. Hello Nguyễn Văn Quân, 4 buổi live stream. Thứ hai, thứ tư là từ 20 giờ. Thứ năm là 21 giờ 15. Và chủ nhật sáng nay đấy là 8 giờ sáng. Nhớ nha, nhớ đủ 4 lịch này để mình cài. Ok, nhớ chưa? Nhớ lưu lại nha, đúng 4 lịch. Còn là hôm nào thầy thích lên thì thầy có thể cho ra thêm 1 lịch nữa, đi là chuyện của thầy. Ok, tiếp tục nữa này. Hôm nay cái thầy nhắc nhở các em nha, học thầy thì nhớ phải in sách ra này, in sách này, sau đó có vở ghi để ghi bài đầy đủ, nếu không thì sẽ rất là bất ổn, được chưa? Thế hôm nay nhá, thầy nhắc dặn dò thế thôi, các em rõ chưa? Bây giờ mình vào bài hôm nay, lipid chất béo, bài chất béo. Có phần mẫu la mã định nghĩa. Định nghĩa chất béo được định nghĩa là gì? Thì chất béo được định nghĩa, các em nhớ rõ nhé, chất béo này, chất béo là chất béo là trieste được tạo bởi từ glycerol và các axit béo. Được chưa? Các axit béo này thầy có 4 axit béo. 4 axit béo còn nhớ. C17, H35, COH, axit stearic C17, H33, COH, axit oleic C17, H31, COH, axit linoleic C15, H31, COH, axit palmitic. Acid stearic là acid no. Acid palmitic cũng là acid no. Acid oleic thì có 1 nối đôi CC. Acid linoleic thì có 2 nối đôi CC. Đấy, em lưu ý vậy. Vậy là ngay lập tức từ đây chúng ta nhìn thấy một điều này. Đặc điểm chung của tất cả các acid béo. Suy ra đặc điểm chung của các axit béo. Thứ nhất, chúng ta nhìn này, nó đều là axit monocarboxylic. Đều là axit monocarboxylic. Được chưa? Thứ hai, đặc điểm chung thứ hai, chúng ta nhìn này, số nguyên tử carbon của nó
17 cộng 1, 18, 17 cộng 1, 18, 17 cộng 1, 18 và 15 cộng 1, 16. Tất cả chúng nó đều là có số carbon là số chẵn. Thứ ba là mạch carbon không phân nhánh. Nhớ chưa? Đấy là đặc điểm chung của ba cái thằng, tất cả bọn axit béo. Đấy là định nghĩa về chất béo. Thế thì từ cái định nghĩa về chất béo ấy thì chúng ta có thể xây dựng được các cái công thức của axit béo, công thức tổng quát của axit béo. Công thức tổng quát của axit béo. Mọi axit béo thì được tạo bởi từ glycerol và các axit béo. Vậy công thức tổng quát nó sẽ có dạng CH2OOC R trung bình, CHOOC R trung bình, CH2OOC R trung bình. Hoặc có thể viết được ngược lại, R COO CH2 R COO CH R COO CH2. Và dĩ nhiên thì nếu mà đi thi hay là viết trong những phương trình phản ứng hóa học ấy thì không thể nào viết hai cái dạng dài này được, thì người ta viết lại dạng thu gọn hơn nữa, RCOO tất cả 3 lần C3H5. Đây là công thức tổng quát của chất béo. Ok chưa? Nghe nắm rõ chưa? Nha. Thế gọi tên chất béo thì thế nào? Hai La Mã. Danh pháp này và đồng phân. Danh pháp và đồng phân. Một nhỏ thì danh pháp. Gọi tên chất béo chúng ta gọi tên nó như sau. Gọi tên chất béo người ta gọi tên nó như sau. Thứ nhất ví dụ C17 H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Thì chúng ta nhìn nhá, anh này có 3 gốc. 3 gốc gì? Được tạo bởi từ acid stearic. Vậy thằng này nó sẽ là 3 là tri. Nó sẽ là tri stearin. Được chưa? Thế vậy ngay lập tức thì có ví dụ như anh C17 H33 COO tất cả 3 là C3H5. Thì anh này là được tạo bởi từ gốc acid là acid oleic. Acid oleic, vậy thì anh này sẽ được gọi là tri-olein. Được chưa? Tiếp tục là C17 H31 COO tất cả 3 lần C3H5. Thì anh này là gì? Được tạo bởi từ gốc acid linoleic. Vậy nó sẽ là 3, nó sẽ là tri-lin-olein. Và cuối cùng là C15 H31 CO tất cả 3 lần C3H5. Thì anh này cũng là 3, đúng không? Được tạo bởi acid pimitic nên nó sẽ là tri-pan-mi-tin. Ok, em hiểu cái gọi tên này. Thường thì gọi tên 4 này thôi nha. Thế bây giờ còn một cái thằng mà hay bị gọi nữa là anh C17 H35 COO C17 H33 CO tất cả 2 lần C3H5. Thì chỗ này mình cần lưu ý này, anh được tạo bởi từ gốc là gốc stearic và gốc oleic, thằng này là 2. Vậy nó sẽ được gọi là đi olein stearin. Ok chưa? Đấy nha. Thế bây giờ công việc các em là tìm cho thầy phân tử khối của năm này. Nào, bấm máy tính tìm phân tử khối cho thầy năm thằng này. Bấm máy tính tìm phân tử khối cho thầy năm thằng này. Năm thằng này có phân tử khối như nào? Bấm máy tính này xem. Đầu tiên, anh tri-stearin rất quan trọng nhá. 8-90. Thứ hai, anh tri-linolein. Nhìn này. À, từ từ, triolein này, nhìn này. C17, 17 giữ nguyên, CO giữ nguyên, C35 giữ nguyên. Vậy là từ H35 xuống H33 là giảm đi 2 hydro. Nhưng đây nhân 3 này là giảm đi 6.
Vậy 890 trừ đi 6 thì còn 884. Tương tự từ triolin sang trilinolin 17 17 giữ nguyên, CO giữ nguyên, H33 về H31 vậy là giảm đi 2 rô, 2 nhân 3 là 6, vậy là 854 trừ đi 6 thì này là 878. Được chưa? Cuối cùng từ trilinolin xuống tripalmitin, cụm này giữ nguyên đúng không? 31 giữ nguyên, 31 giữ nguyên, vậy là 17 xuống 15 là giảm đi 2 carbon. 2 carbon tương ứng với 24. 24 mà nhân với 3 thì bằng 72. 8 78 và trừ đi 72 thì 806. Đấy là tripalmitin. Cuối cùng là diolein sterin. Anh này có một gốc no đúng không? Hai gốc không no. Đúng không? Vậy là bao nhiêu nhỉ? 890 trừ đi 4 thì còn là 886. Thế nhá. Đây là về phần tử khối. Bây giờ về đồng phân. Đồng phân hai nhỉ. Đồng phân của bọn chất béo thì phương pháp là phương pháp xếp số hoàn toàn tương tự như este đa trực, như este đa trực. Mình đã tìm đồng phân bọn này tương tự như este đa trực. Thầy có ví dụ cho những bạn mới vào. Ví dụ số 1, từ glycerol và hai axit R1COOH, R2COOH thì hỏi nó tạo thành tối đa bao nhiêu? Tạo thành tối đa bao nhiêu chất béo? Thế giờ thầy đặt cái anh này là 1, anh này là 2 đúng không? Glycerol nó có 3 cho thầy cắm đúng không? Vậy thì có này, 1 1 1 2 2 2, 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2, và tổng cộng đây mình có mấy? 6 chất béo. Được chưa? Và mình có cái ví dụ số 2 mà rất nhiều thầy cô sai, là từ glycerol và ba axit béo R1COOH, R2COOH, R3COOH hỏi tạo thành tối đa bao nhiêu chất béo? Đấy, câu này rất nhiều đứa sai. Thì em chú ý nhé. Mình cũng xếp số 1, 1, 1 thì chắc chắn mình có 2, 2, 2, 3, 3, 3. 1 x 3 bằng 3. 1, 1, 2 thì mình có 1, 2, 1. Đúng chưa? 1, 1, 3 có 1, 3, 1. Đây là 2 thằng 1 giống nhau thì có 4. Vậy tổng cộng mình có 4 x 3 thì bằng 12. Được chưa? Và cuối cùng là 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3. 3 thằng nữa. Với tổng có 3 cộng 12 cộng 3 thì là có 18. Ok, các em hiểu chưa? Đấy, hai cái câu này rất hay thi. Nhớ là lưu ý. Sang phần tiếp theo, phần thi chất vật lý. 3 là mà. 3 là mà. Tính chất vật lý. Tính chất vật lý của chất béo thì như thế nào? Thứ nhất, tất cả các chất béo thì đều nhẹ hơn nước, nhẹ hơn nước và không tan trong nước, nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Được chưa? Nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Thứ hai là nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao. Thứ ba là chất béo chúng ta chia thành hai loại. Một loại là chất béo rắn, một loại là chất béo lỏng. Nha, chia thành hai loại. Một loại chất béo rắn, một loại chất béo lỏng. Chất béo rắn. Đúng không? Thì còn được gọi là gì? Mỡ. Chất béo lỏng thì được gọi là dầu. Được chưa? Thế thì
Mỡ thì tồn tại nhiều trong gì? Tồn tại nhiều trong động vật, trừ con cá. Chất béo lỏng tồn tại nhiều trong thực vật, trừ con gà. Đúng chưa? Thế mỡ, tại sao lại có mỡ, tại sao lại có dầu? Tại vì là hàm lượng gốc axit béo no là chủ yếu. Còn dầu thì chủ yếu là gốc axit béo no. Chính vì vậy, từ vậy nên mình có hệ quả. Hệ quả. Từ vậy có hệ quả. Hệ quả là gì? Hệ quả là tristerin C17 H35 CO tất cả 3 lần C3H5 thì tồn tại điều kiện thường thể rắn, và C15 tripalmitin H31 CO 3 lần C3H5 cũng tồn tại điều kiện thường thể rắn. Rồi nha. Đấy là mình xong rồi thì chất vật lý. Các em hiểu chưa? Giờ mình sang tiếp về tính chất hóa học. Về tính chất hóa học thì nào? 4 la mã, tính chất hóa học. 4 la mã, tính chất hóa học. Do các anh chất béo chúng ta nhá, do các anh chất béo chúng ta là ở điều kiện thường ấy thì nó cũng y xì, nó là trieste nên chắc chắn nó là, nên chắc chắn 100% nó là este, nên nó sẽ đầy đủ tính chất hóa học của một este. Vậy tính chất hóa học đầy đủ một este là gì? Chắc chắn là phản ứng thủy phân. Một nhỏ, tính chất chung, phản ứng thủy phân. A nhỏ, thủy phân trong môi trường axit. Phân trong môi trường axit. Thủy phân trong môi trường axit thì chúng ta chú ý rằng là phản ứng thủy phân chất béo là phản ứng thủy phân thuận nghịch tất cả 3 lần. C3H5 cộng H2O mũi tên 2 chiều H cộng để tạo thành RCOOH cộng với lại C3H5OH3 lần. Được chưa? Và cái phản ứng này thì chú ý rằng là thủy phân trong môi trường axit thì thủy phân chất béo trong môi trường axit luôn luôn thu được glycerol và axit béo. Nhớ chưa? Đúng không? Luôn luôn thu được glycerol và axit béo. Và phản ứng này là phản ứng xảy ra trong cơ quan tiêu hóa của người. Xảy ra trong cơ quan tiêu hóa con người. Nhớ phải ghi lại vở nhá. Nhớ phải ghi lại vào vở đấy. B. Thủy phân trong môi trường kiềm thì chắc chắn nó là phản ứng một chiều, giống như CST RCO tất cả 3 lần C3H5 cộng NaOH mũi tên 1 chiều để tạo thành RCONa cộng với lại C3H5OH3. Được chưa? Vậy đây mình nhìn thấy này. Luôn luôn phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là phản ứng hoàn toàn và luôn luôn cũng thu được, luôn luôn thu được glycerol và xà phòng. Nhớ này. Xà phòng là muối natri hoặc kali của gốc axit béo. Nên phản ứng này còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Xà phòng hóa. Nhớ chưa? Xong nha. Hai nhỏ. Tính chất riêng. Ngoài các tính chất chung như trên thì chất béo còn có các tính chất riêng của bọn axit béo không no, của bọn chất béo không no. Ví dụ triodine là mình sẽ đến đầu tiên là phản ứng T
tác dụng hydro, xúc tác Nikkei, Triolin C17, H33, CO tất cả 3 lần, C3H5. Anh này có một PCC, nhân 3 này nó là 3 PCC. Vậy nó ăn 3 hydro để tạo thành C17, H35, CO tất cả 3 lần, C3H5. Anh này là đi từ Triolin chuyển thành Tristearin. Được chưa? Đi từ Triolin chuyển thành Tristearin. Vậy anh này từ chất béo lỏng chuyển thành chất béo rắn. Ok chưa? Từ chất béo lỏng chuyển thành chất béo rắn. Nhớ nhá. Vậy đây là phản ứng sản xuất bơ nhân tạo. B là phản ứng tác dụng với brom ở điều kiện thường. Chú ý phản ứng này cũng chỉ xảy ra với bọn chất béo không đâu. C17, H33, thôi giờ thì khó hơn, H31, CO tất cả 3 lần, C3H5. Thì các lưu ý rồi nhá. Anh này, bên trong anh này thì có 2 PCC, nhân 3 này nó có 6, vậy là nó sẽ ăn 6 brom. Được chưa? Nhớ cái tỷ lệ. Cuối cùng là phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. Thì các em lưu ý rằng là, lưu ý cho thầy rằng là cái anh chất béo không no mà để lâu trong không khí thì nó sẽ có mùi ôi thiêu, bởi vì là do bị oxy không khí, oxy hóa không hoàn toàn. Nhớ chưa? Thế nhá. Để xong nhá. Để xong rồi toàn bộ lý thuyết nhá. Nhóm live VIP của mình đặc biệt hơn là được thầy dạy lý thuyết easy như lớp off nhá. Đây là lý thuyết easy như lớp off. Bây giờ mình đi vào bài tập. Thì đầu tiên hôm nay là mình chữa về lý thuyết trước. Tối mai thì mình sẽ chia dạng nốt bài tập đi viết chất béo, hiểu chưa? Tối mai mình làm nốt chia dạng bài tập nha. Đây này, từ ví dụ 1 này đến câu số 35 đúng không? À đâu, đến câu số 38. Đấy là tối thứ 2 nhá, là mình làm về phần đấy. Còn bây giờ thì mình đi làm về lý thuyết. Các em nhớ ghi lại kỹ lý thuyết, xong đọc lại một lần, xong làm bài tập nha. Hình có này, câu số 1. Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối và axit béo. Và ta vừa làm xong là gì nhỉ? Comment đáp án thôi nào. Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối và axit béo và glycerol. Đáp án đúng đáp án B. Mình vừa làm xong. Đây này. Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì mình thu được axit béo và glycerol. Này, glycerol và axit béo. Chính xác. Câu 2. Khi xà phòng hóa tristearin thu được sản phẩm là. Đây bây giờ, khi xà phòng hóa tristearin C17 không thuộc tên là chết, H35, CO tất cả 3 lần, C3H5, xà phòng hóa cộng NaOH ăn 3 NaOH để tạo thành C17, H35, CONa cộng C3H5, OH 3 lần. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Ừ ok Lan Anh, không sao cả, tí gọi lại được. Giờ làm bài tập gì nào? Câu số 3. Các em nghe đây giọng của thầy, mấy hôm mất giọng, hôm nay giọng nó khác hẳn. Nhưng mà dù đã hứa bọn em rồi nên là vẫn lên để dạy bọn em. Chứ thầy đang ốm mệt lắm, đầu nó cứ nhưng nhức. Nhưng mà hứa bọn em rồi, phải cày. Tương tự mình có câu số 3 nên là cố gắng học nhá. Rủ tất cả các bạn ở trên lớp nữa và học cho vui. Tripamitin là C15, H31, CO tất cả 3 lần, C3H5, xà phòng hóa cộng NaOH thu được C15, H31, CONa 3 lần đúng không? Cộng glycerol C3, H8, O3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án
C, chính xác Nguyễn Văn Quân. Tương tự câu 14 thì không viết phương trình nữa. Triolin thì mình cần nhớ triolin là C17H31 CO tất cả 3 lần thôi. Vậy chắc chắn phải ra được C17H31. Đúng không? Sorry, C17H33 triolin mà. Vậy là C17H33 CONA và glycerol. D. Đấy, câu số 5 này, câu vừa nãy thầy bảo kiểu gì cũng thi. Kiểu gì cũng thi này, đúng không? Comment đáp án xem nào. Comment đáp án thì coi. Câu số 5 đáp án gì? Câu số 5 này chúng ta sẽ để một chút. Đây là oleic thì phải là linoleic thì C17H31. Thầy viết lỗi này. Đúng chưa? Hai axit khác nhau đúng không? 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2. 4. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án 4 hay 6? Axit không no chúng ta còn gì? Tạo ra được bao nhiêu loại este của glycerol với các oxit trên? 1, 1, 1, 2, 2, 2 nữa, đúng không? 6. Câu số 6 này. Câu số 6 này. Chọn nó phát biểu sai. Chọn phát biểu sai. Chất béo là trieste của glycerol với các axit béo. Được nhỉ? Động vật. Chất béo tập trung nhiều trong mô mỡ. Thực vật. Chất béo tập trung nhiều trong hạt quả. Đúng tiếp. Đun nóng glycerol với các axit béo có H4 đặc làm xúc tác thì thu được chất béo. Đúng nhỉ? Acid palmitic là no này, stearic no này. Chủ yếu thường gặp trong thành phần chất béo của hạt quả. Sai chưa? Sai chưa? Nó phải chủ yếu là gặp trong đâu? No thì phải chủ yếu tự gặp trong động vật. Được chưa? Thế vậy đáp án sai. Chúng ta đáp án D. D sai. Sang câu số 7. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng? Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế xà phòng? Phản ứng nào được dùng để điều chế xà phòng? Đun axit béo với dung dịch kiềm cũng thu được muối. Tên là đun axit béo với dung dịch kiềm mình thu được muối của axit béo và natri của kali. Được. Đun chất béo cũng vậy. Đun glycerol axit béo thì không được. Mẹ đáp án đúng mình chỉ có D thôi. Cả A, B đều đúng. Câu số 8, từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ? Từ dầu thực vật làm thế nào có được bơ đấy? Phản ứng riêng này. Cộng hydro đúng không em? Đúng chưa? Cộng hydro thì là gì? Cộng hydro thì mình gọi là gì? Hydro hóa axit béo à? Sai. Hydro hóa chất béo lỏng nhá. Đáp án đúng mình là đáp án B. Câu 9. Thủy phân bất kỳ chất béo nào thì cũng thu được. Đấy. Thủy phân bất kỳ chất béo nào thì mình cũng luôn thu được gì? Glycerol. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là à. Số 10. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Câu số 10. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Lipid là trieste của glycerol với các axit béo. Lipid là trieste của glycerol với các axit béo. Sai. Axit béo là các axit monocarboxylic mạch carbon không phân nhánh. Axit béo là các axit monocarboxylic mạch carbon không phân nhánh. Đúng. Nhưng như vẫn hơi thiếu. Hơi thiếu. Bởi vì là số nghịch tử carbon như nào nữa cơ. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng xà phòng hóa, là phản ứng thuận nghịch sai. Xà phòng hóa đúng nhưng thuận nghịch sai. Phương pháp thông thường sản xuất xà phòng là đun dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch NaOH hoặc KOH. Đúng, chính xác. Vậy đáp án đúng, đáp án rẻ. Câu số 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Chất béo không tan trong nước. Đúng. Không tan trong nước vì vậy nên đề bài không đúng nên vứt. Chất béo không tan trong nước, nhẹ nước nhưng tan nhiều trong môi hữu cơ, cái này đúng. Nhưng mà hỏi không đúng nên sai. Dầu ăn và dầu mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố, sai nhé. Dầu ăn là có CHO. Dầu mỡ bôi trơn là các hydrocarbon mạch dài. Đúng chưa? Vậy chỉ có carbon và hydro thôi. Nên có cùng thành phần nguyên tố là sai. Sai C.
còn chất béo là triete, glycerol và các axit monocarboxylic mạch carbon dài không phân nhánh. Đây. Đúng, nên cũng lại nốt. Câu số 12 nè. Ở nhiệt độ thường, dầu thực vật ở trạng thái lỏng, vì đây là loại chất béo chứa dầu thực vật lỏng thì chứa chủ yếu các gốc axit béo không no, no là vừa. Hàm lượng là khá lớn các gốc axit béo không no. B. Câu 13. Cho các câu sau những câu đúng là đáp án nào? Các cái te không tan trong nước do chúng nhẹ nước, sai. Không tan trong nước không liên quan đến việc nhẹ nước hay không. Chất béo là trieste của glycerol với các axit monocarboxylic mạch carbon dài không phân nhánh. Trieste glycerol axit carboxylic carbon dài không phân nhánh, cái này đúng. Chất béo chứa gốc axit không no thường là chất lỏng và nhiệt độ thường nó gọi là dầu, đúng tiếp. Các cái te không tan trong nước và nổi bề mặt nước là do chúng không tạo với liên kết hydro với nước và nhẹ nước, chính xác tiếp. Mình đang có 2, 3, 4 đúng rồi. 1 không đúng vứt. 2, 3, 4 đúng. 1 không đúng vứt. Thiếu 4. Đúng không? Vậy đáp án đúng là 2, 3, 4, 6. 4 chất béo lỏng hydro chúng ta ni ken trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn. Đúng tiếp. 2, 3, 4, 6. B bỏ. Ok. Câu 14 này. Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào thuộc loại chất béo? À, vậy là C17H3CO tất cả 3 lần sẽ 3 năm. Được tạo bởi từ glycerol và các axit béo. Đáp án đúng đáp án C. 15 à. Thủy phân một loại chất béo X thu được glycerol và oleic. Vậy chắc chắn là triolein ole C17H33CO tất cả 3 lần sẽ 3 năm. Vậy A là đúng này. Hỏi sai cơ. Vứt A. X chất rắn sai, thằng này là không no, vậy nó phải chất lỏng. Vậy là phát biểu sai là X là chất rắn. Là sai. Câu thử 884 đúng. Triolin hoặc glycerol triolat đúng. 15B chính xác, Trần Minh. Nguyễn Văn Quân nhìn lé rồi. 16. Trong hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo? Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo? À, thế nó phải là của axit béo bình thường đúng không? Gốc axit béo đây, phải đáp án đúng đáp án A. 17. Để điều chế xà phòng, người ta thực hiện phản ứng phân hủy mỡ không được, mang đi đốt à? Vứt. Thủy phân mỡ trong dung dịch kiềm, chính xác. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. 18. Ở ruột non cơ thể người, nhờ tác dụng xúc tác enzyme như lipasa và dịch mật, chất béo bị thủy phân thành. Đấy, cơ thể người đây, chất béo đây, bị thủy phân thành gì? Acid béo và glycerol. Acid béo và glycerol. À. 19. Cho các chất lỏng sau để phân biệt các chất lỏng trên thì có thể chỉ dùng gì? Acid acetic là CH3COOH, glycerol là C3H5, OH 3 lần, triolin là C17H33COOH. Vậy đầu tiên mình sử dụng nước. Tan C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Cái này không tan. Vậy nhận biết được triolin nhá. Giờ mình dùng quy. Không hiện tượng. À đâu, nhầm, quy chuyển thành màu đỏ. Không hiện tượng. Vậy nhận biết hết đúng không? Vậy ta dùng nước và quỷ tím. Ok. 20 nào cả nhà. 20 nào. Đun hỗn hợp glycerol và acid stearic, acid oleic. Vậy đặt thằng acid này 1, thằng acid này 2. Qua thu được bao nhiêu cặp trieste đồng phân nhau, rất nhiều đứa tô 6 là chết. Tế bào cặp trieste đồng phân nhau. Xem nhá. 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2. Đồng phân. Anh này là một cặp. Đồng phân một cặp. Anh này một cặp. Cặp số 2. Vậy mình chỉ có mấy cặp thôi? 2 cặp. Chú ý để bảo cặp trieste đồng phân nhau. 2 cặp. Ok chưa?
Giờ mình đi giải sang các ví dụ. Thì giải hết cho ông ta các ví dụ. Sau đó bài tập về nhà các em. Mình có 4 ví dụ là giải từ câu 21 đến câu số 35. Nhớ chưa? Ví dụ số 1. Xà phòng hóa hoàn toàn. À mà thôi, phần này phần chia dạng. Chia dạng thầy hướng dẫn ta chia dạng xong lại thế về nhà tự làm ví dụ thì nó dễ hơn. Mình có này. Chia dạng bài tập. Chất béo chỉ có một dạng duy nhất. Lưu ý cho thầy. Lưu ý nha. Một chất béo ăn 3 NaOH để tạo thành muối cộng glycerol. Nếu xét về số mol, thì anh này là 1 mol này, 3 mol này, 1 mol. Thì đây mình có hệ quả. Đó là số mol chất béo thì luôn bằng số mol glycerol. Và số mol NaOH hay số mol NaOH trừ luôn bằng 3 lần số mol glycerol. Nhớ chưa? Ghi cái này lại. Thứ hai, nếu thầy bảo toàn khối lượng, thầy luôn luôn có khối lượng chất béo cộng khối lượng NaOH luôn bằng khối lượng muối cộng khối lượng glycerol. Đấy. Nhớ chưa? Thế vậy là dạng chất béo nó chỉ có như này thôi. Và để giải được nữa thì chúng ta còn có một cái chiêu nữa là số mol CO2 trừ số mol nước chia cho số mol cháy thì luôn bằng K trừ 1. Từ đó mình tìm được K. K chính bằng số pi cộng số vòng. Mà bên trong chất béo thì luôn luôn có 3pi CO rồi. Nhớ chưa? Đấy là tất cả những cái gì để giải được toàn bộ phần bài tập chất béo. Còn hôm nay chúng ta tạm nghỉ bài học tại đây. Bài tập về nhà. Giải full cho thầy ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3, ví dụ 4. Và giải cho thầy đến câu số 38 nha. Giải đến câu 38. Hẹn gặp lại chúng ta vào 20 giờ tối thứ hai nha. Mình đã sự phần này. Và bây giờ bye bye, chào tạm biệt. Nước mũi của thầy đầy mũi rồi. Các em nói nghe thầy giọng thầy như ngạt thở, nước mắt ràn rụa rồi. Chào tạm biệt các em, chúc thầy một câu để thầy mau khỏi ốm đi. Mệt mỏi quá. Bye bye, chào tạm biệt.